game 1 thì bên phía của Suning cấm AFE, nó khác so với cái game 2 ở chỗ là cả ba game đều không đổi bên và sọc đều ăn một vòng rừng từ trên xuống dưới ở hai game đầu, và vòng rừng ở game 3 là vòng rừng đổi cánh rừng. Game 2 nó chỉ khác là thay con AFE này bằng con Kai'Sa thôi anh em ạ. Bên phía của WE không pick Kai'Sa ở phase 1 đó, thế nên là họ cấm được nó ở phase 2 và ép con Tristana bên phía bên này. Bên phía của WE cũng có một sự thay đổi cấm ở tại game 2 là họ không cấm con Azir mà họ cấm đi con Jhin. Dạo gần đây thì tôi thấy là Angel bắt đầu sử dụng nhiều những vị tướng hỗ trợ hai cánh nhiều rồi. Nó có thể là Jhin này, có thể là Seraphine này, nó có thể là Twisted Fate này. Tất nhiên là đánh carry vẫn được, nhưng đánh carry thì thậm chí đánh carry còn dạn tay hơn cả ngày xưa, đánh được cả Sylas này, Azir thực ra vẫn đánh được này. Ra cái bể tướng của Angel khá là rộng nhá. Thì đây là một sự khó chịu nhất định đến từ cái khả năng chuyển mình của Angel tại mùa này, tức là đánh được cả carry lẫn cả những vị tướng hỗ trợ đồng đội nhiều. Còn đường trên thì Bin ngày hôm nay Bin đánh 3 game đều là con Na. Tôi không biết là nếu như không có con Na này thì Bin sẽ dùng con gì nhá. Mục tiêu của Suning ngày hôm nay trong phần chat talk thì tôi có thấy cái chia sẻ của Angel mà Angel nói là ngày hôm nay Suning sẽ đánh xuống cánh dưới và tập trung ban pick đánh xuống cánh dưới. Còn bên phía của team WE thì họ đang có một cái layup mà họ có thể đánh được cánh trên. Họ thường xuyên nhả con Na để Bin đánh con Na này. Nếu như nói Bin đánh xuống cánh dưới thì Bin bắt buộc phải đánh một con tướng đa phần là tự chơi đường trên, thì nó có một vài con như kiểu Gangplank là một này, hai là con Na. Con Na là con vừa đánh thủ mà có thể đánh công được nếu mà nó có lợi thế, hoặc là vào giao tranh thì nó vẫn có thể thực hiện một cái nhiệm vụ là tanker được. May là ở mùa giải lần này nó sinh ra con Na anh em ạ, nó tức là nó giao thoa giữa một bên chống chịu và một bên carry ấy. Con Na vẫn có đủ khả năng carry nếu mà nó xanh nha, nó có lợi thế nha anh em nhé. Còn nếu như xét về những mẫu tướng thuần carry đi đường trên á, thì tôi sợ là Bin nếu mà đánh thuần carry game này nó sẽ bị áp lực rất là nhiều từ cái chiến thuật của Suning, là Suning sẽ đánh xuống cánh dưới và bỏ mặc Bin ở cánh trên, thì Bin đôi khi sẽ gặp rất là nhiều những vấn đề. Và game 1 thực ra là Bin đánh cũng lỗi ở cái pha wave 3 bị lai trụ chết á. Cái ý đồ chiến thuật của cả hai trong cái ngày hôm nay nó gần như là trái ngược nhau. Và đến với game 2 các bạn thấy là họ không thay đổi ban pick luôn. Bên phía của team WE họ giữ nguyên bên phía đội 1, tức là họ nghĩ rằng cái game 1 họ sai là do những cái cách vận hành đội hình nó không đúng chứ không phải là vấn đề là do ban pick. Thì vào game tôi sẽ cho các bạn thấy một vài những cái mà bên phía của WE bị sai dẫn đến cái bối cảnh là họ không thể nào snowball theo như ý muốn của họ. Họ muốn cải thiện điều đó ở game 2 và họ nghĩ rằng đội hình này thực ra vẫn có thể giành chiến thắng được. Và Suning là một trong số những đội tuyển rất rất mạnh tay trong vấn đề đánh Rell kết hợp cùng với Jhin. Con Jhin thì thường các bạn sẽ thấy phải đi cùng với Tahm Kench này, phải đi cùng với Thresh này. Nhưng mà bên phía của Suning thì họ chấp nhận đánh Rell để làm con mở. Và Hoan Phân sẽ nhận được sự bảo kê đến từ khả năng giữ vị trí của chính Hoan Phân. Và thêm cái con chiêu cuối của Jhin nữa. Mà khả năng giữ vị trí Hoan Phân rất là tốt nha. Thường là chiêu cuối Jhin sẽ búp cho những cái tuyến trên bên phía Suning để đánh teamfight kiểu áp đảo thôi. Cinder would let you do that. Cú này là Bay Sang đã đi qua mắt và Suning đã cắm được khá là nhiều mắt ở tại cánh trên. Nó khá là giống với cái pha ở tại game 2, cũng bị gank một pha tương tự. Nhưng mà pha game 2 thì Suning rút kinh nghiệm là Na của Bin không chết. Còn cú này là Bin kiểu chủ quan nên bị chết. Có mắt cắm ra ở tại bãi chim rồi nhá. Đây là cái vòng rừng mà sọp hướng xuống cánh dưới, đánh sai canh đường dưới. Và đường dưới bên phía Suning thắng đường. Các bạn đã nhìn thấy chênh lệch là 46 so với 33 CS đúng không ạ? Nó phản ánh lên cái dạng đi đường bên phía của Suning là người có được cái lợi thế đẩy đường liên tục và Zhumeng phải về mua đồ. Sau đó trở lại đường dưới thì tiếp tục bị đẩy. Và cái lợi thế từ việc đánh rừng cánh trên xuống đường dưới của những con tướng như Olaf, Hecarim, Odia là nó có thể ăn rồng ở vòng rừng thứ hai, bởi vì tha minh vòng rừng thứ hai khi rồng xuất hiện á, nó là vừa khít luôn. Sau khi ăn xong cái cánh rừng đầu tiên từ trên xuống, bạn bách về nhà ăn rừng từ trên xuống tiếp là sẽ có rồng và nó sẽ có áp lực để bộ đội đường dưới có khả năng đẩy đẩy xong ra giúp rồng là con rồng miễn phí đầu gửi tiên A luôn. Bình oxy. Nhưng với điều kiện là con Na đường trên không được chết nha anh em, với điều kiện là rừng của đối phương ăn từ dưới lên nên là cái vòng rừng này sọp sẽ không cover được cho Bin. Bên phía của Suning đã cắm được rất nhiều tầm nhìn ở trong phần rừng bố xanh của đối phương, tức là từng pha di chuyển của Bay Sang đều bị bắt bài cả. Thực ra con mắt của Bin nó cắm ở tại dọc sông này nên cắm ở bụi cỏ chạc ba. Nó có một sự thay đổi ở vị trí cắm mắt của Bin ở game 2 so với game 1, tức là bên phía của Suning cũng đã rút kinh nghiệm so với game đấu đầu tiên là không để cho Bin chết hai lần nữa. Bin chết hai lần là rất tọt nha anh em. Đang là kẻ đấu có lợi về mặt chất tướng cho Brit và áp lực từ rừng lên phía của WE là lên cánh trên nên là Bin vẫn đang farm ít nhất là ổn, nhưng pha này vẫn chết. Do the camp faster or do the camp healthier. It feels like this lets you impact the map more, as that's what we're Cảm ơn seeing Sâm nha Beishang look to do right now. Now he's spotted on a ward, but Suning may Cảm have em thought nhiều that Beishang's just going in to get vision. As he's in the perfect position, the flash used, but he's sent back, hops anyway, stunned. Pha gank này bên phía của W chỉ mất có một cái spell duy nhất là cái tốc hành thôi anh em ạ. Và họ có thể tiếp tục đánh một cú như thế nữa. More damage needed, but they secure it. Hecarim, a lot of with all the changes to mobility creep throughout this split. Oh my god, hysterics. It's going down again. No, the teleport into the gate. You know Beishang was still here. Không mất spell, không mất chiêu cuối Hecarim luôn. You know, from base though, but they still time it out. Chết cú này là chết cú rất nặng nha anh em. He thought he's being... We need to remember that Breed still does have TP advantage. Also, Breed will be about to have...
Cái này highlight nó cắt nhiều quá. Sọc đang cầm một con sứ giả. Tại sao với cái mục bối cảnh là đường giữa là một kèo đấu giữa Jilin và Orianna, kèo đường trên là một kèo món cá sấu đã khiến cho con Na để chết tới hai lần mà họ lại bị mất sứ giả? Đội hình của họ là đội hình có lợi thế cánh trên, và nếu như các bạn tưởng tượng họ có sứ giả này, họ thả cánh trên là cái trụ trên bên phía Suning có thể gãy rồi, và nó mang lại lượng tiền cực kỳ lớn cho Baesang và Breed nha. Nhưng mà cú này Sọc vẫn đánh anh em ạ. Top vẫn đang bị đẩy anh em ạ, top vẫn đang bị thua tầm 20 CS và bị đẩy rất là rát nha, nhưng mà Sọc nó vẫn ăn rất là nhanh con sứ giả này, sau đó thì nó rút lui được. Và tôi nghĩ đây là cái cú tốc biến này thì còn Ragnarok vẫn phải tốc biến thôi anh em. Không tốc biến sớm thì cũng phải tốc biến trễ rồi. Cứ tốc biến sớm cho nó hồi nhanh thôi anh em. Đây là một con sứ giả khiến cho bên phía của Team W không snowball được theo những cái cách mà họ tính. Bởi vì đánh lên cánh trên với một con rế tân nó xanh như thế này, nó khỏe như thế này, mà để mất sứ giả là một cái lỗi rất là lớn mà Team W mắc phải. Họ nghĩ là họ sẽ sửa nó tại game 2 nên họ không có ý định thay đổi đội hình. Rồi đến cái pha rồng này cũng là một pha ultimate cướp được một con rồng khá là hay cho bên phía Suning để nó giảm thiểu được áp lực về linh hồn rồng. Nếu như bên phía Suning bị mất thế ở đoạn giữa trận mà mất rồng liên tục ạ, nó sẽ có một cái khoảng thời gian mà họ có thể sẽ phải bỏ rồng để có thể hướng đến cái giai đoạn giữa game để farm lại nếu mà đi đường bị thua nhiều tiền quá anh em, hoặc là lượng tiền chênh lệch nó quá lớn thì Suning có thể cân nhắc việc bỏ vài con rồng. Khi mà đã có hai rồng như này thì họ có thể cân nhắc bỏ từ 2 cho đến 3 con rồng liên tục. Các bạn cứ nhìn cái lượng tầm nhìn mà bên phía Suning đầu tư ở trong cái game này xuống cánh dưới là các bạn sẽ biết là cái chiến thuật của họ đánh xoay cái cánh dưới luôn. Nhưng mà con sứ giả hai phải bỏ nhá. The goal for the dragon and he's also going to get the turret plating here, but Baesheng running in like all horses should. That's the wombo. Cú này cũng là một cú mà bên phía bên kia đánh tấn công xuống ngược lại cánh dưới để gỡ lại lợi thế. Đánh đây là bắt đầu khó chưa anh em? Đánh đây bắt đầu thế nó bắt đầu khó rồi đấy. Đánh đây là thua, có thể được coi là thua hai lên cánh rồi đấy. Cái lợi thế đi đường của bên phía Suning có nó không nhiều đâu, nó chỉ là 10 CS thôi anh em ạ. Mà pha này ông Joe băng sao đủ đam ta? Cái cú nhảy lên này làm sao đủ đam nhỉ anh em nhỉ? Hay nó không xem đồ của Sọp, hay nó không nhìn CS của Sọp á. Đánh cú này là đánh cú siêu ẩu luôn á. Gets hit with the undertow though as a TP to follow up, buster shot to disengage. Mà Hân Phân bắn mấy cú chiêu cuối ảo thật. Cái chiêu cuối đầu tiên là cướp rồng, chiêu cuối lần hai là giết luôn con cheat anh em. Đây là một cú comeback rất là mạnh của Suning này, ăn mấy chủ bot luôn á. Đây là con sứ giả thứ hai của ván đấu rồi nhá. Và bạn thấy đánh 17 phút đúng không ạ? Đánh 17 phút bên phía của Suning không có thua nhiều, không thua nhiều tiền anh em, thua vài trăm tiền. Đáng nhẽ ra cái việc mà con Na chết một lần đường trên bị băng trụ chết, mất một quay rất là to, TP lên chết thêm một mạng nữa, thì cái thế đường trên bên phía của W nó phải hơn bên phía Suning rất nhiều rồi anh em ạ. Nhưng đến thời điểm này thì sau những cái sai lầm ngược lại, bên phía của Suning không thua quá nhiều tiền, họ ăn được hai rồng và họ có trước một trụ trên toàn bản đồ cho con Jinx này luôn. Rồng này bỏ anh em ạ, rồng này đánh không nổi, rồng này không có thể đánh luôn. Các bạn nhìn tầm nhìn đâu có lượng tầm nhìn nào để đánh đâu. Mấy cú này đi ra phải check là chịu chết ngược thôi. Bỏ rồng đi mà farm anh em ạ. Bảo rồng đi farm những cú như này này, con Na lên trên farm người đá nữa này, Jinx về farm sói, farm quay, nó sẽ bù lại được một lượng tiền rất là lớn đấy nhá, và nó sẽ duy trì một cái lượng chênh lệch tiền nó rất là nhỏ để hướng đến team pha nhiều hơn, vì cái chênh lệch một rồng nó không phải là chênh lệch quá là đáng kể. Rồng nguyên tố tôi có cảm giác nó phải stack lại nhiều nguyên tố cùng một lúc, hoặc là nó phải là linh hồn rồng nó mới đột biến sức mạnh được anh em. Nó phải là tôi không hiểu sao Hecarim nó vào luôn đó. Kiểu bên cái phía bên này không có tầm nhìn, hoặc là nó nghĩ bên phía Suning đang về rồi, nó vào đang cái stun của con Jilin thôi nó chết luôn. Mà mấy cú này nó cũng nhỏ lắm, mấy cú này nó chỉ chết tầm 300 tiền thôi. Bán tầm đó. Còn cái pha này Suning thực ra muốn bỏ rồi. Suning cũng thực ra muốn bỏ con rồng này rồi. Họ rất là muốn không mất free đâu anh em ạ. Họ sẽ cố gắng gây sức ép để đối phương ăn rồng một cách mất thời gian, và sau đó thì họ sẽ triển khai farm ở các đường khác để áp lực lại, sau đó thì chia ra hai bên cánh tiếp tục farm á. Mà bên phía bên W muốn đánh. Cú này thì Angel chết nhanh quá. Không kịp chú cuối anh em ạ. Xong Suning đánh cú 4v5 cực kỳ hay luôn. Mà cái hay của Angel là trước khi chết cú này nó kịp kiệt sức để nó đổi sang dịch chuyển ấy. Tôi không biết là cái sách phép của nó cooldown kịp chưa. Tôi không chắc lắm vì tôi không nhìn được xem là cái sách phép của nó cooldown kịp hay chưa. Nhưng mà vì nó dùng kịp cái kiệt sức nên là nó đổi sang được cái dịch chuyển ấy anh em. Mà thật ra cái dịch chuyển nó cũng không phải là quan trọng lắm cái pha này. Chỉ là nó vẫn có cái áp lực từ con Jilin sắp hồi sinh và có dịch chuyển đó. Nhà Suning đánh rất là tự tin cú này luôn. Nó quay lại cái sách phép, nó thành cái dịch chuyển rồi đấy anh em. Và Suning đánh cú này họ chỉ cần câu giờ để con Jilin TP ra là có thể đánh team fight thoải mái luôn. Vì bên kia vừa mất rất là nhiều chiêu cuối rồi.
Nhưng mà họ tự nhiên đánh 4v5 thắng luôn anh em. Sợ thật. Tôi tưởng là pha này chỉ cố gắng câu giờ để áp lực con Baron, sau đó thì chờ cái TP của Angel dậy đánh cú 5v5 á. Cho đối phương ăn cũng được, nhưng mà câu giờ cách tối đa nha. Mà không ngờ On có thể mở những cú như này được. Trong bối cảnh là chỉ còn 6 giây nữa là con Zilin nó xuống bảng đếm số với cái TP rồi. Và Baron còn tận 6.000 máu. Tức là nếu như bên phía team WE muốn ăn con Baron này, chắc chắn là Angel sẽ xuống bảng điểm số kịp. Nó sẽ là tình huống 5v5. Nhưng mà đây là tình huống 4v5 mà Suning chấp nhận đánh luôn anh em. Họ vừa có na khổng lồ của Bin, họ vừa có một tình huống mở của On, nó quá đột biến đi. Ha, mà con On, con chầm con Rell nó đánh kinh quá anh em mà. Nó gom 4 đứa xong nó stun 3 đứa anh em ạ. Xong thêm con Na đẩy R và con Zing bắn free luôn. Into the Megan R, over into the pit, WE have bursted out, and Suning said we'll take it, no problem. But the shockwave from Shane Strike, đánh team fight mỗi thằng một chấm máu đi ra, không chết thằng nào. Mà từng skill cho đến từng spell mà nó xử lý đều là hết sức chuẩn chỉ nhá. Cái spell kiệt sức này rất là quan trọng nhá. Pha đấy ăn xoáy 4 đứa mà không có kiệt sức đấy là cũng mệt đó. Cheat nó vét được một mạng thì nó vét tiếp ạ. Đánh cú win game luôn á. Đánh một cú win game đây anh em. They go to the bear and they think that they can win it with the numbers advantage that they have available. But just great play coming out from Bin and Wonfong is Jomong. What's the challenge? The biggest question is as he walks over, gets stunned. A lot of low health bars again, but Bin has teleported back at full HP. Jomong at half. Cú này cú win game đây anh em. Qua tưởng tượng nếu họ không ăn được hai con rồng đầu thì họ sẽ bị áp lực linh hồn rồng rồi đó. Nhưng vì họ ăn được hai rồng đầu, họ bỏ hai rồng gió ra để tạo một cái thế đi di chuyển farm ấy, họ không thua nhiều tiền đâu. Đánh mấy cú như này họ không thua nhiều tiền đâu anh em. Mà làm những cú như thế có thể thua tầm 3k tiền vẫn đánh teamfight win được. Vì đánh teamfight mà kết hợp kỹ năng như thế thì thêm mấy cú này nữa anh em ạ. Thêm mấy cú này con Rell MVP game này là không có ngoa tí nào á. Bạn nhìn con Rell nó làm một cú nữa bên phía bên kia bung chuối hết cả đám luôn đó. Quan Phong be that big hyper carry. Taishong's not done. WE actually starting the fight again. Shockwave hits three though. Zillionaut will come out. We're about to dance to the Chrono ship as he comes back. But on his hai pha nó cùng một kịch bản luôn, là con Rell nó gom được 3 cho đến 4 đứa xong nó kéo cái E vào anh em ạ. Số con Zing nó bật một Q, nó bắn một cái chí mạng cái là thôi xong team fight luôn đó. Shockwave hits three though. Zillionaut will come out. We're about to dance to the Chrono ship as he comes back. But On has done it again. Gets the attractor repel. Trời ơi. And now One Funk free hitting. WE are destroyed because On is no longer off. WE dead and soon King the Baron have the game in the palm of their hands. Ở VCS thực ra có nhiều support đánh được mấy thế như này á. Có con Rell này thì support của Gam đánh cũng ngon. Two amazing engages this game set up Suning for the win. And Suning just having so much momentum off their last. Nó là chuỗi 3 hiệu không chế anh em ạ. Mà cái R con Rell nó còn tồn tại lâu lắm. Nó là một cái hất tung nguyên dàn và sau đó nó là một cái làm choáng nguyên một dàn, sau đó nó là một cái ulti hút nguyên đám. Và bên kia vừa team fight xong nên là chả còn spell gì mà dùng anh em ạ. Mà có spell cũng khó dùng á. Có spell nó cũng khó dùng anh em ạ. Kể cả các bạn có thanh tẩy tốc biến đi chăng nữa, cái pha đấy nó cũng rất là khó đánh. Đến game 2 các bạn thấy không, họ chỉ thay con Kai'Sa này vào thay con Afe thôi á. Những lượt ban á, bên phía bên này thì giữ nguyên 3 lượt ban, họ pick y chang luôn. Bên này thay vì cấm Azir họ cấm Zilin. Đây anh em, vòng rừng đầu tiên sọc ăn từ trên xuống đang ăn tại bãi cóc và ăn Blue cùng với cóc một lúc, con Hecarim cũng đang kéo Blue với cóc ra ăn cùng một lúc. Both junglers once again just trading sides of the map with where they're going to get scuttle crabs. Bin this time around. Cái pha này nó diễn ra sớm hơn so với game trước một vòng rừng nhá. Các bạn đấy nó giống cái pha game trước ạ, nó giống game trước ạ. Cũng là một con mắt cắm tại bãi chim của phía Suning này. Mà con mắt này là ông Bay Sang ông cũng biết là nếu mà đi qua đây nó sẽ bị lộ. Một con mắt cắm tại bụi cỏ chạc 3 của Suning. Đây con mắt này đây.
thay vì cắm ở sông anh em ạ. Nếu mà cắm ở sông thời gian đối phương lên cũng biết thôi, nhưng mà thấy đối phương là mình cũng chết rồi. Thế là pin cú này đã đánh kinh nghiệm hơn game trước rất là nhiều rồi. Và pha canh này thì mất hai cái spell rất là quan trọng là cái tốc hành và cái flash, nhưng không ăn được mạng nhá. Không mất flash luôn. Anh em thấy kịch bản nó khác không ạ? Game trước là Breed không mất tốc biến, ở bên sang thì mất tốc hành, pin mất tốc biến và chết luôn. Còn pha này pin vừa không mất tốc biến này, bên này mất hai spell này. And this time, Bin will survive the game. Cái tình huống này xuất phát từ việc là sọp đi gank đường dưới fail. Cú này nè. Nên là nó không ăn được rồng á. Thực ra cú này chỉ nên gây sức ép, sau đó thì cho bộ boss đẩy quay rất là to rồi. Anh em quên là cực kỳ to rồi. Là chỉ cần Angel giữ nhịp đường giữa lại, đừng để cho con Ori đi trước thôi là có thể ăn rồng một cách thoải mái. Quay rất là to để ăn rồng rồi nha anh em. Nè, mất cái rồng đầu này nó hơi... Rocket jump away, the re-engage burn. Nó hơi tiếc xíu xíu. As there's the flash as well, onto SOFM, he's just hit 6 with the Ragnarok. That heal up. Cái pha này là pha mất rồng đây anh em. Pha này là pha mất rồng đây. Mất rồng đầu. Bên phía W rút kinh nghiệm là họ không mất sứ giả đầu nữa anh em ạ. Game 1 chẳng qua là họ không lường được là sọp dám đánh một cú như thế. Nên họ không kêu đủ người ra để có thể hỗ trợ cho Bay Sang trong việc ăn sứ giả. Game này thì họ thấy là con cá sấu bị chết một lần và mạng lại con Na nữa. Thế nên họ chấp nhận dồn tài nguyên xuống Châu Mông trong game 2. Nhưng mà cái chiến thuật này bên phía của W đánh fail ở khúc này này. Cái con sứ giả đầu tiên họ dùng để snowball đường dưới là đúng rồi nhá anh em nhá. Bởi vì trong cái bối cảnh là đường trên nó không có được lợi thế như thế này thì nuôi cá sấu nó sẽ là không đủ lợi thế chênh lệch, và họ quyết định dồn nó Tristana về lâu về dài nó sẽ có tác động tốt hơn. Sau khi có được trụ một đường dưới trước phút thứ 15 nha anh em, thì họ swap con Tristana này ra đường giữa và lên đường trên để ăn trụ của Suning. Đây, con Tristana bắt đầu di chuyển lên trên để kiểm soát sứ giả 2 và ăn thêm được hai rồng. Ăn được sứ giả 1, thả xuống dưới, ăn được rồng 1, ăn được rồng 2, ăn được hai sứ giả. Sứ giả 1 thả xuống dưới ăn trụ, swap Tristana ra giữa đẩy wave, sau đó Tristana lại lên trên ăn cái trụ top nhờ con sứ giả thứ 2. Đánh đúng sách giáo khoa chưa ạ? Đánh cực kỳ bài bản luôn. W đánh snowball như này chẳng có gì để nói cả. Cháu gì để nói mấy cú snowball như này cả. Mà mấy ông Suning đánh kiểu bất chấp quá. Cái pha này tao không biết là nếu mà Bin kịp chiêu cuối trước khi hết Na khổng lồ thì nó kịch bản nó còn tệ như thế nào á. Những pha này mà trì phản kích xong kịp cái R á. Nếu mà kịp cái R cú này anh em, là pha này bên phía của W ít nhất là phải có hai người chết ở cú này rồi, ít hoặc là thậm chí cả ba luôn á. Bởi vì Angel có cái TP ở góc trí quá. Mà tao không biết họ lấy thông tin ở đâu ra cái con Nautilus đối phương back về anh em ạ. Mà họ đánh một cú như thế này được anh em ạ. Bởi vì đánh cú này cùng lắm nó chỉ là 4v4. Mà trong bối cảnh là đường giữa bên kia còn TP nhá. Mà Suning đánh mấy cú này nó bất ngờ quá. Bởi vì thường cái trụ này là cái trụ sure là nó sẽ chết anh em ạ. Cái trụ này là trụ sure phải bỏ á. Thế bất nào họ vẫn có thể TP lên đánh một cú như thế này. Bởi vì anh em xác định là nếu như con Audi TP lên đây mà con Nautilus còn ở đây nó sẽ là 5 thằng bên phía WE. Còn bên phía Suning là thiếu AD nhá. Anh em tưởng tượng không ạ? Không biết tại sao con Nautilus back về đây mà bên phía Suning biết mà có thể tổ chức một tình huống tấn công như thế này với tầm 4 người đánh 4. Và bên phía của W thì con Ori còn TP nữa chứ. May là cú này không mất mạng đấy nhá, mất hai spell quan trọng là cái tốc biến con cá sấu với tốc biến con Tristana nữa. Mà còn chưa ăn được cái trụ một đường trên nữa chứ. Get away but Suning force a lot of summoners out of that top lane engage. Is this a depth charge? Swan Fong in a lot of troubles. Well, Shanks has enough with the. Còn nguyên cái trụ top anh em ạ. But won't commit for it as Swan Fong. We'll manage to. Sao họ có thể đánh mấy cú tránh lăn cầu tuyết như này được nhỉ? You know, shooting steam comp, you know, running it. Mà họ bắt được trụ top đối phương. Ảo thật. They did force a lot of summoners. And we do have key items coming out for the side of Suning, Moonstone and Reserve Bin also being tankier. À, cú này dồn hẳn bên phía bên kia ra luôn anh em ơi. Và đội bên phía của Suning là đội đánh xoay quanh Hoan Phong nhá. Đánh xoay quanh Hoan Phong bằng những hiệu khống chế và bằng khả năng team fight của cái đội hình này anh em. Tức là bên phía bên kia kể cả Hecarim hay là cá sấu bơi vào họ sẽ focus vào cái mục tiêu bơi vào đấy, họ giết luôn. Và trên lý thuyết là đội hình nó là như thế. Trên lý thuyết mà đội hình đánh xoay quanh con Jinx này này là chờ bên phía bên kia lao vào rồi họ sẽ chơi, hoặc là nếu mà tìm được cơ hội mở của con Rell này họ sẽ mở. Thì cái pha này Angel làm pha Seraphine nó kinh dị quá, mới phải nói gì luôn. Con Rell đã vào không đẹp rồi nha anh em, con Rell vào không thực sự đẹp đâu nhá. À, cái chiều cuối Seraphine nó còn kéo ra đây, sợ thật đấy. Send away is Jomong, but he's out to do no damage as Suning walk towards the rest of WE. It's over in an instant yet again. Trước cái pha giao tranh này, bộ hình bên phía của team W ăn được trụ trước, trụ một toàn bản đồ luôn. Họ tính Snowball,
ăn được trụ trên bên phía Suning. Các bạn tưởng tượng nếu những cái pha đường trên đấy nó diễn ra một cách thuận lợi thì lúc này chênh lệch tiền đâu đó nó sẽ khoảng chừng 2k tiền cho bên phía của Team WE để họ có thể đánh con rồng ba một cách tự tin nhất. Out for the side of Suning, Moonstone and Ruler's Air been also being tanky. Nhưng mà vì cái snowball trên top fail anh em ạ. Xong phải gọi sứ giả ở mid không có được gì cả. Tiền thì đang hòa, thậm chí thua vài trăm. Mà trong team fight con Seraphine nó đứng kế 3 4 đồng binh như này nó skill lỗi lắm, cái nội tại Seraphine đứng kế nhiều đây cái đứng kế nhiều đây cái đồng minh nó cực kỳ khỏe luôn á. Nó đẩy cú chiêu cuối anh em là dọc nguyên team bên kia dính hết chiêu cuối luôn. Con cá sấu nó đã cố gắng khép góc con Na bên phía bên này rồi, con cá sấu đã đứt nộ con Na luôn rồi. Nhưng mà hồi vì CC bên này nhiều quá nên con Na nó vẫn tỉnh, nó tỉnh cái đứt con cá sấu anh em. Đứt thường ngô độ anh em ạ. Cá sấu đứt thường ngô độ á. Lúc con cá sấu, lúc con Na nó tỉnh dậy là bên phía bên kia đang bị CC hết rồi. Đánh một cú team fight mà ba ông bên này chết không kịp làm gì luôn anh em ạ. Lệnh sóng âm còn, tốc biến còn, chiêu cuối Nautilus còn. Đánh cú này ăn con rồng ba ảo hả? Không tin được một đội hình đánh có thể tranh được nhiều đây tiền luôn. Đánh pha này coi như chấp Na tí nị luôn á. Đánh cỡ nào cũng win được. Con Rell nó vào dọc một đường nó CC hết, sau đó nó chết, xong con Seraphine đẩy thêm cái chiêu cuối ba đứa nữa. Xong con Olaf vào nó bửa chết nguyên hai chủ lực team địch. Trời ơi, nhìn nó rác chưa kìa, nhìn con Seraphine nó rác chưa kìa. Nó tích nguyên ba stack nội tại anh em ạ, nó tích nguyên ba stack nội tại rồi. Tích sẵn ba stack nội tại chờ sẵn rồi. Đẩy cái R dọc cái đường này xong đẩy thêm cái E nội tại nữa kìa. Đẩy thêm cái E nguyên ba stack nội tại vào giữ chân lại, sọp đến nó bửa free luôn. Seraphine này đúng rác. Sọp nó vào nó bừa chết hai chủ lực luôn. Tầm này nó đại trụ nó giết rồi anh em ạ. Mà tôi không hiểu sao con Chitana có thể chết cú này đấy. Sao con Chitana mất máu nhiều vậy? Sao nó ăn cái ulti Seraphine cái nó chết luôn đấy anh em ạ. Có mỗi con Olaf nó vào đam mà. Nguyên cái pha này là sọp mất Ragnarok và chỉ có sọp đam được con Chitana này sau cái chiêu cuối của con Seraphine thôi nhá. Có thêm con Rell nữa, mà Rell này xin đam nó không bao nhiêu hết anh em. Mà Chitana hết máu đi về luôn. As soon as it's begun, Baishung yet again gonna die at the hands of who knows. Chitana này buồn, Chitana chưa bắn được cái gì thấy tự nhiên ăn cái khiêu khích xong mất trắng cây máu đi về luôn. They destroyed LNG and they want to do it again against WE. Chitana này. It doesn't matter. Suni are gonna get the win. They're gonna pick up another kill and already on match point again. Đến game 3 thì bên phía W tôi cũng không hiểu sao họ miss mất một lượt ban anh em. Bên phía bên này thì Suning cấm Tristana với cấm Ahri luôn. Cấm con Thresh trước, chấp nhận để hở Afe và Kai'Sa cũng như con Ragat. Nhưng bên phía bên kia không có đánh. Bên này thì cấm con Jinx luôn nên là sách ra Varus với Tam Ken ở hai phase, ở hai lựa chọn đầu tiên anh em nhé. Đến với phase 2 thì Sop quyết định sách Ken ra nhưng mà Ken này là Ken Flash. Sop ăn bãi sói lên cấp độ 2, sau đó thì Sop di chuyển thẳng sang bãi chim của đối phương để ăn. Và nó có mắt rồi nha anh em nhé. Đây là vị trí mà Sop đã bị lộ vị trí sau khi đi qua mắt. Và ý định của bên phía Suning là đánh đổi cánh rừng với đối phương. Tức là cái cú này bên phía của Suning chấp nhận đánh cánh rừng ở cánh dưới và cho con Na này một mình biết 2 trên top giống như game trước vậy. Con Hecarim này có một cái lựa chọn khác là nó sẽ về phần rừng bùa đỏ của bên phía Suning và ăn ngược lại. Rất là đơn giản. Cái cú này tôi cũng không hiểu đấy. Cái cú này nếu mà bung hai cái flash ra có thể là có mạng không anh em nhỉ? Tôi thấy nếu con Tam Ken đi cái đường này có thể nó chết rồi á. Cú này con Ezreal này flash đi theo đánh tay là nhiều khi con Tam Ken chết anh em ạ. Nếu mà ngay cái thời điểm mà dồn sát thương như này flash cùng lúc với con Tam Ken mà đánh tay ấy, còn có trăm máu à. Flash đang ngay đến đây này, đánh tay từ nhà đến đây nó chết rồi này. Hay là nó sợ con Varus trả đam nó chết à? Yeah. Tam Ken does that man and you gotta respect it. Đi được mạnh lắm. Ê, cái cú này tôi không thích tí nào nha, cái cú đánh này tôi không thích tí nào luôn á. Cái cú mà tiêu cuối xuống ở cái cự ly này xong đầu tư chiêu cuối flash của Varus để ăn cái mạng này á. Tôi nghĩ là nó bị lãng phí tài nguyên quá.
để ăn được cái mạng support đối phương mà đầu tư chiêu cuối, đầu tư cả tốc biến chiêu cuối của AD như này nó hơi bị lãng phí chút xíu. Nếu như đẹp nhất á, là tôi nghĩ là bên phía của Suning sẽ dùng chiêu cuối của Twitter Fate để đánh con sứ giả á, thì nó sẽ đỡ hơn. Ba rồng nha. Đây là thấy bên phía Suning ăn được ba rồng, có trụ bot nhưng mất trụ top vì mất sứ giả. WE need to make a decision. Baichung on Sword of Shadows. He doesn't take it away. There's the Mountain Soul. And Suning find the first. Angel zoning them away. Bin does it again. The Nas unhappy with his current living situation. And takes it out on WE. Goodbye, World Elite. And hello, Suning. Pha đấy kể cả là ăn được rồng đi chăng nữa, tôi nghĩ là cũng thua rồi. Kể cả có ăn được rồng cũng thua thôi anh em. Been finding an amazing ultimate and they're going to be able to convert. Mà bạn thấy Angel đánh ông đánh đúng kiểu hỗ trợ đồng đội luôn á. Tích thực phết có một món AP à, món thứ hai lên luôn cái đại bác anh em ơi. Lên đại bác mà đánh kiểu bọc đầu xong rồi quăng bài vàng vào chủ lực bên kia. Bởi vì bọn kia nó phải giữ vị trí rất là xa so với con Varus này. Con Varus này con Poke nó rất là khỏe, nó ăn rất là nhiều mạng và ăn trụ bot nữa. Angel vòng ra phía sau toàn quăng bài vàng với mấy đứa Ezreal với con Kama sao chịu nổi. Man, đúng không? Sooning, this just looks like a riffy diffy yet again. 8-0. Game trước cũng tầm 6-0 là thấy nó hốt rồi anh em ạ. Cái này tầm 8-0 thấy W kiểu trầm cảm. Mà họ đánh vòng bảng đúng ghê luôn á. Họ đánh đúng ghê luôn á. Chết K6 luôn rồi, không kịp R luôn anh em ạ. 2Q 1E 1R là chết luôn rồi, không kịp R luôn. Sắp tiền giả không cảm, 1 triệu thật đổi 12 triệu giả. Tỷ lệ 1:12. Nhân viên bên em giao hàng tận nơi kiểm tra thanh toán. Không cọc trước Zalo 0795567874. Just know that his Emperor of Egypt is saying goodnight for a final time. Đã thấy bên phía Suning đánh kiểu teamfight áp đảo rồi. Mà họ đánh những cú teamfight nó cực kỳ thế giới, đánh teamfight toàn thấy bên phía bên kia chết thôi, chả thấy Suning chết gì cả. Mà ngày hôm nay các bạn thấy không, là một ngày mà bên phía Suning xuống đánh xuống cánh dưới. Ngày hôm nay là ngày Suning đánh chấp nhận đánh sang cánh cánh trên và hy sinh lợi thế của Bin. Các bạn nghĩ Bin tay to không? Tay to. Các bạn nghĩ Bin carry được không? Carry được chứ sao không? Đánh top như thế không carry thì ai carry? Mà tôi nghĩ đánh với W đánh cái chiến thuật này là hợp lý nhá. Bởi vì điểm mạnh bên phía W là cánh dưới của họ. Đánh như thế này mà vừa Hoan Phân xanh vừa Joe Mông Thọt mà Bin cũng sẽ không bị làm sao đường trên cả. Có cái game 1 là Bin đánh lỗi thôi, chứ còn game 2 đánh nét vào một cái là cái đường trên bên phía của Suning không thua anh em ạ, không thua một tí nào. Đánh kèo chất tướng có thể là không có lợi thế hoặc là chịu áp lực từ rừng nhưng mà Bin cũng không thua. Nó rất là khác mùa giải mùa xuân năm ngoái, nhưng mùa giải mùa xuân năm ngoái là cái mùa mà Hoan Phân ở dưới bot một mình chơi game, sọp đánh cánh trên, sọp đánh cho Bin, luôn luôn là đánh cho Bin, đánh xuống cánh dưới không nổi. Thứ nhất là bộ bot không win lane được do kỹ năng đi đường ngày đấy của Shock Ad và Hoan Phân nó không đủ để có thể win lane các cặp bot khác tại LPL. Nhưng đến với mùa giải 2021 này thì Hoan Phân và On thì nó lại là một bộ bot khác và họ đánh với nhau được một mùa rồi và họ đánh được ra cái thế win lane và họ có đủ kỹ năng cá nhân để xử lý những kẻ đấu 2v2 tới mức win lane và sọt có quyền đánh sang các cánh dưới, chấp nhận bỏ sứ giả, chấp nhận mất trụ sớm, chấp nhận Bin sẽ không có được lợi thế quá là nhiều. Ít nhất là trong meta này có một con nó vẫn có thể gây đam được mà nó vẫn có thể tanh được là con Na. Tôi không biết là nếu mà không có con Na này thì Bin sẽ đánh con gì, bởi vì Bin trước đây toàn đánh những mẫu chất tướng thuần carry thôi thì nó vẫn có được con Na để đánh thủ hòa rất là tốt, vẫn có khả năng gánh team, vẫn có khả năng tanh.